Xin chào tất cả mọi người đã đến với video tuần này của công ty cách nhiệt Thịnh Phát. Mọi người ơi, hôm nay thì các anh kỹ thuật bên Thịnh Phát có một cái đơn hàng, đó là làm cửa panel ABS. Nhưng mà có một điều đặc biệt so với những cái sản phẩm, những cái video trước, là lần này chúng ta sẽ làm cửa panel ABS có màu vân gỗ mọi người ạ. Thì ngày hôm nay em Dung cũng như là công ty cách nhiệt Thịnh Phát thì sẽ gửi đến quý anh chị xem về cái quy trình làm cửa như thế nào nhé. Mọi người có thể xem đây là tấm panel vân gỗ nè. Để làm một cánh cửa panel vân gỗ thì chắc chắn chúng ta không thể thiếu là tấm panel, đúng không mọi người? Đây mọi người có thể quan sát, đây là tấm panel vân gỗ nha, đã được anh kỹ thuật đo kích thước và vẽ một cái đường mực trước để có thể là cắt theo đúng cái kích thước mà khách hàng yêu cầu á mọi người. Đây. Anh Hưng ơi, cái cửa này nó có mở ô kính không anh Hưng? Đây mọi người ơi, hiện tại thì anh Hưng kỹ thuật của Thịnh Phát là anh đang đo kích thước để mở ô kính nha mọi người. Các điểm lên hơn chấm nè. Sau khi chúng ta là cắt tấm panel theo kích thước mà khách hàng yêu cầu thì tiếp tục là chúng ta sẽ cắt cái phần mà mở ô cửa bằng kính. Mọi người hãy quan sát nhé.
Thì vừa rồi em Dung cũng đã quay lại quá trình là cắt tấm panel theo kích thước mà khách hàng yêu cầu, cũng như là cắt mở cửa ô kính theo như thiết kế mà khách hàng mong muốn. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đến công đoạn tiếp theo nha mọi người. Còn đây là khung bao cửa nha quý anh chị. Đây nha quý anh chị, đây chính là cái phần tấm kính sau khi mà được lắp vào cửa nha mọi người. Đây. Một cánh cửa gia công hoàn thiện sẽ gồm là cái phần tấm panel nè, rồi những cái phụ kiện nhôm đi kèm nè. Đó, đố cửa, đố kính, phần kính cũng như là khóa tay gạt. Thì một cái bộ cửa được giao tới tay khách hàng thì nó sẽ còn có là những cái chìa khóa nè, những cái bản lề và cái phần khung nữa nha quý anh chị.